Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Chữa bệnh bằng mẹo dân gian. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Hợi năm 2022, Nam Mạng sinh năm 1959, tuổi âm lịch 64 tuổi, sao La Hầu chiếu mệnh, Mạng Mộc gặp mệnh Kim là tương khắc. Thiên can tuổi Kỷ gặp năm Nhâm, không sinh không khắc, bình hòa. Thông tin gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, Nam Mạng. Nam Mạng sinh năm 1959, tuổi Kỷ Hợi cầm tinh con lợn, có năm sinh âm lịch từ ngày 8 tháng 2 năm 1959 đến ngày 27 tháng 1 năm 1960. Với thiên can Kỷ, địa chi Hợi, can chi của bản mệnh mang ý nghĩa là đạo viện chi trư, lợn trong tử viện, ngũ hành mộc, bình địa mộc, gỗ đồng bằng, tương sinh với thủy, tương khắc với kim, cung mệnh Nam Mạng là cung khôn. Nam tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là những người đàn ông hiền lành, thân thiện, trọng tình trọng nghĩa, được mọi người yêu quý. Trong công việc, tuổi Kỷ Hợi Nam Mạng siêng năng, chăm chỉ, tuy nhiên không có định hướng rõ ràng khiến sự nghiệp lúc trẻ gặp phải một số bất lợi. Quý ông có hậu vận bình an, nhiều tài lộc, con cháu sung túc và hiếu thuận. Năm Nhâm Dần 2022, Nam Mạng tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 được dự đoán sẽ gặp nhiều thử thách nhưng cũng hứa hẹn nhiều bước đột phá. Thông tin chi tiết về tử vi tuổi Kỷ Hợi Nam Mạng sẽ được chúng tôi cung cấp trong phần tiếp theo. Quý bạn hãy cùng nhau theo dõi. Xem tử vi nam tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong năm 2022 tổng quan. Năm 2022 Nhâm Dần là năm con hổ, xét theo ngũ hành. Năm 2022 sở hữu tính chất của mệnh kim, bạch là kim, vàng pha bạc. Vận trình tử vi ở mỗi tuổi khác nhau. Do đó, để biết nam mạng tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 gặp khó khăn hay thuận lợi, cần căn cứ vào hạn tuổi, sao chiếu mệnh, ngũ hành bạt mệnh hay can chi. Theo đó, nam Kỷ Hợi mệnh mộc gặp mệnh kim sẽ tương khắc, thiên can Kỷ gặp năm Nhâm là bình hòa, tức không sinh không khắc. Có thể đánh giá năm 2022 sẽ là một năm nhiều thách thức với các quý ông sinh năm 1959. Bản mệnh gặp những bất lợi trong sức khỏe, nhưng chỉ cần quý ông chú ý giữ gìn, dành thời gian nghỉ ngơi thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng vượt qua. Bình an và may mắn lại đến nhiều hơn. Trong năm nay, bản mệnh có sao La Hầu chiếu mệnh, dễ vướng vào những tranh cãi trong kinh doanh. Vì vậy, quý ông nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, bình tĩnh và suy xét mọi chuyện kỹ lưỡng hơn. Bên cạnh đó, năm 2022, bản mệnh gặp bất lợi về sức khỏe liên quan tới mắt. Luận giải tử vi năm 2022 nam tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trên các phương diện. Sau đây, chúng tôi sẽ luận giải tử vi tuổi Kỷ Hợi năm 1959 trong năm 2022 trên các phương diện như công việc, sự nghiệp, tài chính, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Quý bạn hãy cùng theo dõi. 1. Công việc, sự nghiệp. Công việc kinh doanh của Nam Mạng tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 phát triển ổn định, có thể gặp một số khó khăn nhưng đồng thời cũng gặt hái được rất nhiều thành tựu. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho các quý ông tuổi Kỷ Hợi trong năm nay là không nên mở rộng quy mô kinh doanh hay đầu tư ở những lĩnh vực mới để tránh thua lỗ. 2. Tài chính. Phương diện tiền bạc của các quý ông tuổi Kỷ Hợi trong năm 2022 không dư giả nhiều nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các khoản chi tiêu. Để tích lũy được khoản tiền lớn hơn, bạn mệnh cần mua sắm một cách hợp lý, tránh tiêu xài hoang phí. 3. Tình duyên, gia đạo. Trong năm 2022, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 Nam Mạng có phương diện tình duyên gia đạo không mấy thuận lợi, dễ xảy ra bất hòa và tranh cãi. Do đó, bạn mệnh và các thành viên nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn, thường xuyên tâm sự và hóa giải những hiểu lầm để không khí gia đình luôn êm ấm và hạnh phúc. 4. Sức khỏe. Nam Mạng Kỷ Hợi sinh năm 1959 gặp một số vấn đề về sức khỏe, nhất là những bệnh liên quan đến huyết áp và tim mạch. Vì vậy, gia chủ hãy duy trì khám sức khỏe định kỳ để có những biện pháp phòng ngừa và chăm sóc bản thân tốt hơn. Xem sao hạn của nam tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong năm 2022. 1. Sao chiếu mạng.
năm Nhâm Dần 2022, Nam Mạng tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, có sao La Hầu chiếu mệnh. Trong hệ thống cửu diệu, La Hầu là hung tinh, ảnh hưởng xấu đến nhiều phương diện trong cuộc sống của quý ông tuổi Kỷ Hợi. Năm nay, bản mệnh gặp nhiều khó khăn, dễ bị cuốn vào tranh cãi, thị phi. Tuy nhiên, những bất lợi này có thể hóa giải, quý ông hãy bình tĩnh, cẩn trọng, chủ động phòng tránh thì mọi chuyện sẽ mau chóng vượt qua. 2. Hạn tuổi. Nam Mạng tuổi Kỷ Hợi trong năm 2022 gặp phải hạn tam kheo, tiểu hạn. Với hạn này, gia chủ sẽ gặp một số vấn đề về sức khỏe liên quan chủ yếu đến mắt và chân tay. 3. Tứ chủ. Thiên hao địa sinh, Nam Mạng tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 gặp bất lợi trong kinh doanh và gia đạo. Quý bạn cần chú ý hơn trong quá trình đầu tư và mở rộng kinh doanh, đồng thời dành nhiều thời gian để vun vén cho tổ ấm của mình. 4. Vận niên, cẩu, cuồng phong, chó dại. Năm 2022, tuổi Kỷ Hợi nên thận trọng trong các mối quan hệ, cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh xảy ra bất hòa. 5. Màu hợp tuổi. Theo phong thủy, sử dụng màu hợp tuổi hợp mệnh sẽ mang đến cho gia chủ sự an nhiên, may mắn, tài lộc dồi dào. Theo đó, Nam Mạng tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 hợp với màu xanh lá cây, màu đen, xanh nước biển, không hợp với màu trắng, vàng nhạt và màu xám. 6. Hướng xuất hành. Quý ông tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 thuộc cung Côn, Tây Tứ Mệnh. Khi xuất hành nên lựa chọn các hướng Đông Bắc, Sinh Khí, Tây Bắc, Diên Niên, Tây, Thiên Y, Tây Nam, Phục Vị. 7. Hóa giải sao hạn. Để hóa giải sao hạn trong năm 2022, Nam Mạng tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 có thể làm mâm cúng trời đất, thánh thần, qua đó cầu mong những điều bình an sẽ tới trong cuộc sống. Khi thực hiện nghi thức hóa giải sao hạn, gia chủ cần thành tâm hướng thiện, tuyệt đối không bậy bẽ tốn kém. Bên cạnh đó, bạn mệnh hãy chú ý giữ gìn mối quan hệ tốt hơn, không để xảy ra xích mích và tranh cãi. Trong mối quan hệ vợ chồng, quý ông cần chia sẻ và quan tâm đến đối phương để gia đạo không xảy ra bất hòa. Đặc biệt, năm 2022, quý ông tuổi Kỷ Hợi gặp những vấn đề về sức khỏe, bạn mệnh hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, duy trì chế độ ăn uống và tập luyện thể dục thể thao khoa học để ngăn ngừa bệnh tật. 8. Vật phẩm phong thủy. Năm 2022, quý bạn có thể chịu ảnh hưởng bởi sao hạn. Tuy vậy, nếu sử dụng vật phẩm phong thủy đúng cách, tựa như con lá bùa may mắn, cầu bình an cho bản thân. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, được Phật A-di-đà hộ mệnh. Mang mặt Phật bản mệnh bên người sẽ được Đức Phật che chở, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, tốt đẹp, phát huy tối đa năng lực trong công việc. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 mệnh mộc nên chọn mặt Phật làm từ đá thạch anh xanh thuộc hành mộc, hoặc có thể chọn mặt Phật đá núi lửa đen thuộc hành thủy bởi vì thủy sinh mộc cũng rất tốt cho bản mệnh. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý vị có thêm cho mình những cách chữa bệnh bằng mẹo dân gian. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like video nếu thấy hay, đăng ký và theo dõi để không bỏ lỡ những video mới hay nhất đến từ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!